lời chứng của mary catherine baxter các quyền lực của thế giới quỷ ảnh hưởng đến hội thánh chúa sau đó chúa jesus nói nào tôi sẽ cho các bạn xem một thứ khác và chúng tôi chuyển sang khu vực tiếp theo chúa jesus đã làm cho ánh sáng chói lọi và ngài dùng lửa của ngài hỏa thiêu các quỷ con quỷ nào mà lửa không chạm vào thì la hét và bỏ chạy chúng tôi đến một cánh cửa lớn mà tôi nghĩ vẫn còn ở cánh tay phải của địa ngục và có một phần ác quỷ trong đó, nó giống như một vũng cát lún và phân với lửa. Những con quỷ đang đến và chúng dẫn đầu hàng trăm bộ xương với dây xích đen xung quanh. Các linh hồn hét lên, ôi, chúa ơi, tôi không biết địa ngục là có thật. Tôi chế giễu. Tôi là một người vô thần tôi đã tạo ra niềm vui ôi chúa ơi điều này là có thật đây là sự thật sau đó tôi nhìn thấy một con quỷ cầm một tấm bảng có tên trên đó con quỷ này rất to và vai rộng nó có răng nanh móng tay dài bẩn và bàn chân có màng lớn những con quỷ đã cười và nói chúng tôi đã dụ dỗ chúng chúng tôi đã quyến rũ họ tôi đã rất đau buồn trước cảnh này tên của một linh hồn đã được gọi ra và ma quỷ đã mở nó ra, mang nó đến với con quỷ với tấm bản và nói, đây là sự đau khổ của bạn, đây là người hầu của bạn. Bạn đã phục vụ ma quỷ tốt trên trái đất, nhưng trong địa ngục, bạn sẽ bị hành hạ. Satan sẽ chiến thắng Đức Chúa Trời. Tôi hét lên, không, Chúa ơi, không. Những điều này đã làm gì, Chúa Giêsu? Họ đã phạm tội lỗi gì về xác thịt? Chúa Giêsu nói, hỡi con, hãy nghe tiếng kẻ chết. Có những đường nét của những bộ xương này liên kết với nhau, nối tiếp nhau, bằng những sợi dây xích màu đen. Tôi nghe thấy họ nói, ồ, chúng ta có thể ra khỏi đây không? Có hy vọng nào không? Ồ, tại sao chúng ta không nghe phúc âm của Chúa Giêsu Christ? Tại sao chúng ta lại chiến đấu chống lại vị vua, người đã cứu chúng ta khỏi nơi này? Khốn cho chúng tôi, vì vết thương của chúng tôi là đau đớn. Khốn cho chúng tôi. Hàng ngàn người bắt đầu nói những lời đó và khóc, trong khi những người khác phỉ bán Chúa, mặc dù họ đang ở trong địa ngục. Những con quỷ nói với những linh hồn này, không ai chăm sóc cho linh hồn của bạn. Đây là nỗi dây dứt của bạn, đây là nhận định của bạn. Tôi nghe thấy liên tiếp hai con quỷ hét lên, hỡi lửa, Hãy cháy sáng hơn, lửa cháy sáng hơn trong hố các lúng này để chứa nhiều linh hồn hơn đã bị ma quỷ, vua của chúng ta dụ dỗ, và chúng tôi đã giúp anh ta đánh lừa những điều này. Chúa Giê-xu nói, tôi sẽ cho các bạn thấy một khải tượng ở giữa sự mặt khải này. Tầm nhìn là của một người đàn ông đã được đưa đến trước con quỷ lớn. Trong khải tượng, người đàn ông ở trên đất, và anh ta là người rao giảng lời đức Chúa Trời chúa giê xuất không nói gì khác tầm nhìn đã nói lên tất cả tôi thấy một nhà thờ tốt tôi không biết tên của nhà thuyết giáo hay tên của nhà thờ của ông ấy tôi chỉ nhìn thấy bên trong của một nhà thờ lớn đẹp đẽ có tiếng hát tuyệt vời và mọi người đang ca ngợi chúa con quỷ thích thú khi nhìn vào tầm nhìn này trên thực tế anh ấy đang cười sau đó tôi nhìn thấy những sinh mệnh mặc áo choàng đen xâm nhập vào nhà thờ họ bước vào ngồi xuống và bị biến đổi thành những người trông giống như người trong nhà thờ sau đó áo choàng đen của họ trở lại trên họ họ là những con quỷ nhưng họ dường như có hình dạng đàn ông và phụ nữ sau đó tôi thấy nhà thờ mời họ đến hỗ trợ thánh chức làm việc trong văn phòng giúp lễ vật và mọi thứ các cơ đốc nhân đã bị lừa dối như vậy. Sau đó, thời gian trôi đi khoảng 5 năm. Nhà thờ gần như trống rỗng và bóng tối bao trùm khắp nơi. Tôi nhìn ra bên ngoài tòa nhà của nhà thờ và bãi đậu xe đã bị nứt và vỡ ra và dòng chữ Ichabod được viết trên cửa. Xin xem một Samuel 4, 19, 21. Tôi nói, Chúa ơi, cái gì thế này? chúa giê xu trả lời thánh linh của chúa đã ra khỏi nhà thờ đó khi những sức mạnh ma quỷ đó xâm nhập trong bóng tối và những người mặc áo choàng đen biến thành người họ đến như những linh hồn quyến rũ để dụ dỗ nhà thờ đó để kiểm tra nó người dân của tôi đang chết vì thiếu kiến thức họ cần hiểu rằng họ biết thánh linh của đức chúa trời và khi họ cảm thấy điều xấu xa này xung quanh mọi người họ cần phải cầu nguyện họ cần đến gặp mục sư của họ và hỏi ông ấy về điều đó họ không được hoang tưởng nhưng để biết và hiểu thánh linh của đức chúa trời hàng sống tôi nghĩ lại khoảng thời gian khi tôi đã nói chuyện tại một nhà thờ cụ thể đang thịnh vượng tôi đã thấy những sức mạnh ma quỷ ngồi trên khán đài nhưng tôi không hiểu chúng là gì vào thời điểm đó chúa vẫn chưa cho tôi kiến thức nhưng vài năm sau nhà thờ đó không còn nữa Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng nếu chúng ta không cầu nguyện để bảo vệ anh em đồng đạo và cứu giúp những người cần được cứu, thì sẽ có rất ít ca sinh mới thuộc linh. Satan không muốn chúng ta cầu thay như vậy, vì hắn muốn ngăn mọi người hiểu biết về lẽ thật trong Chúa Giêsu Christ. Có lần tôi đang tham gia buổi nhóm cầu nguyện ở nhà thờ, trong đó có một người phụ nữ đang tha thiết cầu xin những linh hồn được cứu, và tôi thấy một người phụ nữ khác đi tới và đặt tay lên bụng của người phụ nữ đầu tiên trong khi nói một thứ tiếng lạ điều này khiến cuộc hành trình của người phụ nữ đột ngột kết thúc người phụ nữ đầu tiên đứng dậy và khóc nói bạn đã ngăn chặn đường đi của tôi tôi biết rằng người phụ nữ thứ hai có liên hệ với ma quỷ và hóa ra cô ấy là một phù thủy hành nghề một số công nhân của satan đang cố tình xâm nhập vào các nhà thờ của chúng ta ma quỷ sử dụng những người như thế để cố gắng ngăn cản việc chúng ta đến với đức chúa trời chúng ta phải chiến đấu chống lại kẻ thù để những lời cầu nguyện của chúng ta có thể dâng lên chúa cho chính chúng ta và cho phần còn lại của dân sự ngài chú phán ta tìm kiếm một người trong số họ người sẽ làm bức tường và đứng trong khoảng trống trước mặt ta hầu cho ta không được phá hủy nó, nhưng ta không tìm thấy ai cả. Ezechiel 22, 30 Tôi nói với Chúa Giêsu, ôi, Chúa ơi, điều này thật kinh khủng. Sau đó, Đấng Cơ nói về hội thánh, tất cả các tín đồ trên khắp thế giới, đàn ông và đàn bà, con trai và con gái, hỡi cô dâu, hãy trỗi dậy, cô dâu của tôi, ra khỏi rác rưởi này, ra khỏi đây cô dâu của đấng Riết, hãy đứng lên bài tập lập luận và tìm hiểu khi tôi theo dõi khải tượng về nhà thờ nơi thần của chúa đã khởi hành những người chết trong địa ngục bắt đầu la hét và nói chuyện trở lại tôi nói ôi chúa ơi Ý bạn là tất cả những người đang đứng đây trong xiềng xích sẽ bị ném vào bãi cát lún đó bởi vì họ đã bị ma quỷ lừa dối và dụ dỗ và tận hưởng nó. Anh ấy nói, tôi là Chúa. Ta sẽ cứu người được chọn và người công bình của ta khỏi nơi này. Tôi biết cách truyền cho họ sức mạnh để vượt qua cám dỗ. Bạn thổi kèn của bạn trên họ và để họ tìm kiếm lời ta. Đã đến lúc trỗi dậy từ giấc ngủ say và nghe những gì thánh linh của Chúa đang phán với các hội thánh hãy ăn năn, hối cải. Vì vậy, hãy để cho ai nghĩ rằng mình đứng vững, hãy chú ý đến kẻo bị ngã. Không có sự cám dỗ nào vượt qua bạn ngoại trừ những điều đó là điều bình thường đối với con người, nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, là đấng không cho phép bạn bị cám dỗ vượt quá khả năng của bạn, nhưng với sự cám dỗ cũng sẽ dọn đường trốn thoát, hầu cho bạn có thể chịu đựng được. Một Cô Rinh Tô 10, 12, 13 chú tiếp tục hỡi những người lãnh đạo hãy coi chừng bầy chiên của ta tôi đã cho bạn sự sáng suốt và hiểu biết hãy cầu nguyện với vợ bạn hoặc chồng bạn bạn không cô đơn lạy chúa đừng để bị lừa dối như vậy khi con biết trong lòng con có những điều không ổn và có ai đó đang cố gắng tiêu diệt con satan rất xảo quyệt và rất khôn ngoan anh ta lừa nhiều người vì vậy hãy hiểu rằng tôi đến để trao tặng cuộc sống và tình yêu và hạnh phúc và niềm vui giúp đỡ người nghèo nuôi trẻ nhỏ làm công việc của một nhà truyền giáo rao giảng lời ta tôi có nhiều nhà thờ lớn trên trái đất và nhiều mục sư và nhà lãnh đạo vĩ đại họ chăm sóc những người vô gia cư và những người quá bùa tôi nói chúa ơi tôi sợ rằng tôi sẽ không kể điều này giống như ngài muốn Ngài trả lời, hỡi con, con có Chúa Thánh Linh, và Chúa Thánh Linh là đấng lãnh đạo và là thầy của con, khiến muôn loài tưởng nhớ đến con. Tôi nhìn lại con quỷ cầm bản tên và thấy nó lấy bộ xương đó của nhà thờ mà tôi đã nhìn thấy trong khải tượng và ném nó vào đống lửa và các lúng đang sôi sục, cuồng nộ. Sau đó, mắt tôi được mở ra để nhìn xa hơn vào nơi này và có ít nhất 20 hố các lúng nữa, và hai mươi con quỷ nữa và nhiều bộ xương nữa đang la hét và khóc lóc. Tôi nói, ôi, Chúa ơi! Chúa giê -xu nói, hãy đến và xem. Chúng tôi đi bộ đến một vùng cát lúng khác, nơi những con quỷ đang làm điều tương tự với một nhóm bộ xương khác bị xích. Những linh hồn này là một số nhà lãnh đạo trốn tránh đã bỏ lại thập tự giá của họ phía sau thay vì vác nó lên và tiếp tục theo Chúa Giêsu. xu một số người trong số họ đã nhận được một cuộc gọi lớn nhưng họ đã từ chối cuộc gọi đó nói rằng nó quá khó tôi biết rằng việc thực hiện lời kêu gọi của một người đôi khi rất khó khăn và sau đó có những người khác đã được tặng quà âm nhạc đối với tôi dường như hoàn cảnh của họ có liên quan đến một số lồng kính mà tôi đã nhìn thấy cùng với các nhạc cụ và đĩa nhạc họ đã ngừng sử dụng những món quà của mình và Satan đã đánh cắp những món quà đó và đặt hết nô lệ này đến nô lệ khác cho dân chúng, và họ sẽ không tin cậy Chúa. Chúa giê -xu nói, ta có nhiều người đã vâng lời ta và giữ trách nhiệm của ta trên đất. Ta muốn thế giới biết, những người mà ta đã kêu gọi và ban phước cùng những món quà tuyệt vời, rằng những món quà của bạn rất quan trọng đối với thân thể của đấng Christ. Cô dâu sẽ nảy sinh ra sao nếu bạn không sử dụng quà tặng của mình để giải phóng những người bị giam cầm? ta đã ban cho bạn sức mạnh nhân danh ta để giải phóng những người bị giam cầm điều đó có nghĩa là của trách ma quỷ đuổi tà ma chữa lành bệnh tật làm cho kẻ chết sống lại tỉnh dậy tỉnh dậy cô dâu của ta catherine hãy đánh thức họ thời gian ở địa ngục của chúng tôi đã hoàn thành vào đêm đó nhưng khi đấng kirrick đang nói tôi nghĩ rằng những gì ngài đang nói tóm lại một trong những mục đích chính cho cuộc hành trình của tôi vào địa ngục cũng là mục đích chính của cuốn sách này nó cho chúng ta thấy rằng khi thời gian trôi qua một số người thay đổi họ sa ngã và làm trái lời đức chúa trời và cuối cùng họ bị đọa vào địa ngục chúng tôi được cảnh báo là không được bất cẩn hoặc không chung thủy hoặc cứng lòng để không phải chịu số phận tương tự những tiết lộ này dành cho ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang cho chúng ta thấy con người kết thúc trong địa ngục như thế nào vì họ ham muốn các công việc của xác thịt hơn là tuân theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Trích từ Merica Baxter một sự mặc khải thiên liêng về những ngoại lệ của Satan. Cuốn sách này có thể được mua từ các nhà cung cấp trực tuyến. https manadivin.com 2022 11 14